và liên quan đến Tết. Mọi người ghi nhé. Chuyên chía là danh từ Tết và chúng ta có từ ăn Tết là của nghĩa. Của nghĩa. Của nghĩa. Của nghĩa. Của nghĩa ăn Tết. Cúng ông táo. Chỉ dạo. Chỉ dạo. Chỉ dạo. Cúng ông táo vào ngày 23 âm lịch thì là nóng lị nóng lị 23 học. Và chúng ta có niến là năm. Niến tỷ. Niến quan khỏe. Niến tỷ, tỷ là cuối. Niến tỷ, cuối năm. Niến hoan khỏe. Niến tỷ, niến hoan khỏe. Niến hoan, liên hoan. Khỏe, hội, bữa tiệc. Niến tỷ, liên hoan khỏe. Tiệc, tất niên. Tiệc, tất niên. Đi mua là gì đó mấy? Truy mãi. À, truy mãi. Ví dụ như chúng ta có niến là năm. Khua là hàng. Niến khua. Truy mãi niến khua. Đi mua đồ Tết. Truy mãi niến khua. Truy mãi niến khua. Quang là dạo nhá. Quảng chia thì hoa là gì đó mình? Hoa. Hoa chia. Hoa chia là hoa đào này, hoa mai, chợ hoa. Thì mình chia là con phố. Xin lỗi mọi người nhé, thanh ngang ạ. Chia. Chỉ quảng. Thanh bốn. Hoa chia. Hoa chia. Thanh ngang. Tân có nghĩa là cái đèn. Tân có nghĩa là cái đèn. Lống có nghĩa là con rồng. Nếu như mà đèn đèn lồng ấy thì mình đọc âm phía sau là âm nhẹ nhá. Tăng lồng. Tăng lồng. Tăng lồng. Tăng lồng. Tăng lồng. Đèn lồng. Tháo hoa. Tháo là gì? Hoa gì? Hoa đào. Tháo hoa. Hoa mai. Mấy. Mấy hoa. Hoa mai. Mấy hoa. Ở Trung Quốc thì không có cây quất đâu ạ. À. Nhưng mà nếu mà tạm dịch ấy thì có thể dịch là chim chúy, nếu mọi người thích dịch. Chim chúy sụ. Sụ là cây. Chim chúy là cây, cây quất. Mải chim chúy sụ. Mải tháo hoa, mua hoa đào. Mải mấy hoa, mua hoa mai. Mải chim chúy sụ. Chim chúy sụ, mua cây quất. À, mải sủy hổ. Sủy hổ. Sủy quả, mua hoa, hoa quả. Kiểm can. Kiểm. Kiểm can. Kiểm can, bánh. Tháng là kẹo, mình có thể dùng là tháng quả. Tháng quả. Tháng quả. Chải. Đèn là gì nhỉ? Tăng. Chải tăng. Chải tăng. Chải tăng. Chải sơ đấy. Sơ là màu sắc. Chải sơ là đèn nhiều màu. Chải sơ tăng. Chải sơ tăng. Chải sơ tăng. Chải tăng. Đèn nháy, đèn màu. Hồng bao. Hồng bao. Hồng bao. Hồng bao. Hồng bao là bao lì xì. Tết thì mình có thể nói là cung xỉ phà trái. Cung xỉ phà trái. Cung hỉ phà tài. Hồng bào lái lại. Hồng bào lái lại. Hồng bào lái lại. Lì xì. Nói gì ạ? Lì xì đi. Hồng bào lái lại. Hồng bào lái lại. Hồng bào lái lại. Cung xỉ phà trái. Hồng bào lái lại. Ok. Rồi. Ở bên dưới mình có một số đồ sẽ cần mua thêm. Ví dụ như chúng ta có phóng chiên là gì ạ? Phòng. Thế thì trang sư. Trang. Trang sư là trang trí. Trang sư. Thanh bố nhá. Trang sư phán chiện. Tá xảo là gì? Dọn dẹp. Mọi người tự ghi được từ phán chiện không? Trang sư phán chiện. Tá xảo phán chiện. Phán chiện. Phán chiện. Trang sư.